Vào thập kỷ trước, việc mua bán các thiết bị khoa học chuyên ngành phục vụ cho đào tạo, sản xuất và nghiên cứu là rất khó khăn. Chưa có nhiều công ty chuyên nghiệp trong việc chuyển giao công nghệ đào tạo cũng như bảo hành thiết bị chuyên ngành tại Việt Nam. Đặc biệt là chất lượng sản phẩm không tốt và giá cả thì cao so với thế giới do không được nhập khẩu từ chính hãng. Nhận thấy được điều đó, vào năm 2011 tôi đã quyết định thành lập công ty Emin chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị khoa học chuyên ngành cho thị trường Việt Nam và khu vực. Từ một doanh nghiệp siêu nhỏ dưới 10 người, đến nay công ty cổ phần Emin Việt Nam đã có trên 100 nhân sự và chúng tôi đã có 4 văn phòng tại Việt Nam và 2 văn phòng tại nước ngoài như Myanmar và Singapore. Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, chúng tôi tự tin rằng Emin là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị khoa học và đo lường tại Việt Nam.